chuyên ngành mỹ thuật có 42 tác phẩm, cũng là lĩnh vực thu hút khá đông các tác giả ngoài tỉnh tham gia. Trong một thời gian tương đối ngắn, nhưng các họa sĩ, các nhà điêu khắc và tác giả đã tìm tòi ý tưởng, đào sâu diễn tả chất liệu, xây dựng hình tượng để phác nên tác phẩm hoàn chỉnh, công phu. Bằng bút pháp khoáng đạt, các mảng màu mạnh mẽ, áp dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp nhưng cũng đầy tính sáng tạo, các tác phẩm mỹ thuật đã truyền tải nhiều thông điệp, hình tượng giá trị như khắc họa một khía cạnh của mảnh đất Quảng Bình hứng chịu nhiều hậu quả của thiên tai bão lũ, nhưng nổi bật lên là tình quân dân thắm thiết, tương trợ nhau lúc khó khăn hoàn nạn. Những câu chuyện lịch sử được vòng về từ trang sách, trên di tích đã kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai trong sự chuyển động thời gian theo hình thức bố cục đồng hiện và lắp ghép. Hay với chất liệu vỏ trứng, tác giả đã dày công phác họa chân dung vị tướng huyền thoại, đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những cánh chim hòa bình đầy tinh tế và cảm xúc. Cùng với đó, các tác phẩm điêu khắc cũng tạo nên sự khác lạ từ chất liệu đến bố cục và khái quát trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Những tác phẩm mỹ thuật thêm lần nữa cho thấy quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, có nhiều tìm tòi sáng tạo mới của các tác giả, để lại nhiều ấn tượng tại cuộc vận động sáng tác về quê hương Quảng Bình. Ở chuyên ngành này, có 10 tác phẩm đoạt giải. Thưa quý vị, mỹ thuật gắn bó với cuộc sống của chúng ta là nền tảng cơ bản tạo nên những không gian muôn màu muôn vẻ. Thông qua các tác phẩm thuộc các loại hình như hội họa, điêu khắc, đồ họa, các tác giả đã thể hiện, gửi gắm những thông điệp, câu chuyện, hình tượng về lịch sử và văn hóa của quê hương mình. Trải qua quá trình thẩm định vô cùng khắt khe, 10 tác phẩm ấn tượng và xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tôn vinh. Và đầu tiên là giải khuyến khích. Có 5 giải khuyến khích được trao cho các tác giả và các tác phẩm sau. Xin chúc mừng tác giả Nguyễn Quốc Vượng với tác phẩm Vì Tướng Vì Hòa Bình. Tác phẩm sử dụng sắc độ trên vỏ trứng để diễn tả chân dung vị tướng huyền thoại cùng những cánh chim hòa bình. Xin chúc mừng tác giả Nguyễn Thị Lương Giang với tác phẩm Tuổi Thơ Tôi. Với chất liệu sơn dầu, tác giả đã lựa chọn thể hiện những hình ảnh trong trẻo, diễn tả một tuổi thơ vô cùng trong sáng. Xin chúc mừng tác giả Lê Thuận Long với tác phẩm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sử dụng kỹ thuật đồ họa thể hiện đặc sắc nội dung cổ động về chủ đề này. Xin chúc mừng tác giả Trương Trần Đình Thắng với tác phẩm Trầm Tích Nhật Lệ, nghệ thuật điêu khắc trên chất liệu gỗ gây ấn tượng mạnh về thị giác, chứa đựng nhiều thông điệp về thời gian. Chúc mừng tác giả Đỗ Thị Thu Trang với tác phẩm Quảng Bình Quan Một Chiều Thu. Kỹ thuật in trên chất liệu đồng diễn tả một hình ảnh Quảng Bình vàng son hiên ngang cùng năm tháng. Xin chúc mừng tác giả đạt giải C, tác giả Trương Minh Dư với tác phẩm Giữ Biển Quê Hương. Những mảng màu mạnh mẽ, đối lập thể hiện hình tượng người lính biên phòng đang ngày đêm canh giữ vùng biển quê hương. Xin chúc mừng tác giả Nguyễn Thế Hà với tác phẩm Tình Đất Ba Gian. Tình người trên vùng đất đỏ phía tây nam Quảng Bình gắn liền với Quảng Trị vẫn luôn nồng đượm, đỏ thắm như đất Ba Gian. Xin chúc mừng tác giả Phan Đình Tiến với tác phẩm nghệ thuật Sắp đặt chất liệu đá sống Nhật Lệ. Câu chuyện cuộc sống với nhiều điều suy ngẫm, dòng sông Nhật Lệ đã bao lần nổi sóng là chứng nhân với sự biến thiên của lịch sử, của dân tộc, của quê hương. Xin chúc mừng tác giả đạt giải B, tác giả Trịnh Hoàng Tân với tác phẩm Cứu Dân Vùng Lũ. Chất liệu sơn mài đầy ấn tượng, khắc họa hình ảnh người lính nỗ lực hỗ trợ nhân dân trong thiên tai hoạn nạn. Xin chúc mừng tác giả Nguyễn Lương Sáng với tác phẩm Tiếng Vọng, sự kết nối đa chiều giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Những thanh âm của lịch sử vọng về được thế hệ trẻ hôm nay luôn khắc ghi. Và kính thưa quý vị, trong hạng mục này không có tác phẩm đạt giải A. Trên đây là những tác phẩm xuất sắc nhất của chuyên ngành mỹ thuật. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ cùng lên trao giấy chứng nhận và hoa cho các tác giả đạt giải.
Vâng, và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để cùng chúc